Rồi để xem nào, góc nào đẹp để quay top top cái nhỉ? Góc này thì sao? Góc này thì sao? Ừ. Đây, góc này. Ui, góc này đẹp luôn chị Bơ, góc triệu view luôn chị Bơ. Đấy, đằng sau là bên Quý Thành, còn đằng sau nữa là chị Bơ. Rồi, bắt đầu nhá. Rồi, chuẩn bị, em chuẩn bị này. Tả cha thảo. Ui giời, bây giờ quay lắm chị ạ, em bấm tăng luôn rồi chị Bơ ơi. Miệng có được đề xuất không nhỉ? Nhìn thế này. Mình nhảy hay thế này cơ mà. Được của nó ấy chứ. Thế này không triệu view rồi chết giả luôn. Gì? Vừa mới chuyện. Tả cha hảo. Ê, tôi... Ui hồi ôi, bỏ top top đi, tôi cho xem cái này buồn cười cực. Ê, nhìn nha. Đấy không ơi, 1, 2... Cái gì vậy bà nội? Ê, hả? Động giật kinh điên à? Thế nào đấy? Buồn cười mà, dọa ma này, buồn cười gì nữa? Chị bơ, quên cái lét cái. Buồn cười quá cơ, video nhạt nhẽo thế cũng mà buồn cười. Thế này mà không buồn cười, thế nhưng đối với bạn thế nào mới là buồn cười? Ừ, đối với tôi thế nào mới là buồn cười á? À? Đi theo tôi, tôi chỉ cho bạn cho. Nhanh lên. Được rồi, bạn phải xem những cái này thì nó mới buồn cười thật sự này. Ok, vào video này luôn vào cho tôi. Vào video này luôn à? Đây là gì đây? Một ông này, ông ấy đang trúng nạn. Rồi sao? Xem đi, sẽ biết. Ông này đang cãi nhau với kiểu ông lái xe. Ui, thấy chưa? Nó phải buồn cười cái điểm đó. Cười đi bạn, cười đi. Tôi thấy có bạn đâu có cười đâu. Đây đi nhìn nha, nhìn chân nó thật nha. Đá phát rồi dọa tinh thần nhau cái thôi. Người ta bị tàn tật còn không tha nữa. Có gì đâu một cười. Cái này là bình thường. Đấy là mình đấy một cái. Để gọi chó cậy cả nhà. Cái gì đây? Oh my god. Sao lại làm những cái hành động con cháu đòi lên mà. Lấy tối. Là buồn cười dữ chưa? Khoái. Ông này vừa làm cái gì cơ? Ông này như làm quả bom nguyên tử con chó, còn chó dễ đánh. Cãi nhau này. Ông này cáo quả mưa nhả trên cho tay vào cái mình làm gì? Ôi tháo ra rồi. À đây phải cho vào cho trơn thì mới bỏ được. Rồi. Nhưng mà có hết sức luôn mà. Sao cảm giác loại mình 999 lên đây này hả? Bà hơi lũ còn cố để lấy ra nhưng ảo thật đấy. Rồi để xem nào, con vịt sao mổ con chó này. Rồi vịt ơi là vịt. Quân tử trả thù 15 chưa muộn. Không phải đâu. Đây mẹ con chó. Là mẹ con chó. Con chó. Con chó là cầm đầu lại luôn mà. Dám chơi con của tao à nhờn. Rồi bây giờ tiếp theo là chịu. Đấy là thổi phạt trọng tài. Trọng tài đấy, đi thổi phạt trọng tài à? Đâu, đấy là thủ môn. À nhầm, đấy là cầu thủ mà. Xem này đi. Đây này. Tuy, huấn luyện viên. Ôi, chúng tôi là thẻ đỏ của chúng tôi này. Bà này tâm bóng đỉnh ta. Đã tím mắt rồi lại còn ăn thêm cả cái iPad vào mắt nữa thì thôi. Đúng là xin vĩnh biệt cụ. Từ, làm sao quả chứ có thể nổ được như thế nhỉ? Không biết luôn đấy. Ảo thật đấy, bạn nào mà biết gọi là vật lý lượng tử. À không, vật lý khoa học, trị liệu các thứ thì các bạn bình luận cho mình nhé. Ok, để xem cái đoạn này có gì vui là. Ui. Sao gái? Damn. Giờ gái gì đây là LGBT. Đấy, đứng trước xong rồi. Toàn súng. Toàn thật rồi bố em. Xong rồi hát hay. Hay quá, hát đi. Hát hay thế ta. Nhưng mà nhìn cái này, nhìn cái bậc này nó không có cái gì luôn ý, mà để có thể rung gãy như thế được á.
mà bạn này cũng không nặng đến cái lỗi như Wheeler luôn. Bạn này không thể nặng như Wheeler để có thể xúc được cả một khối bê tông to như thế anh em ạ. Nhưng mà đen thì phải chịu, da mà lại còn đen đấy chứ. Đúng rồi. Da đen áo đỏ đấy, đen thôi đỏ quên đi ấy. Ảo thuật này xin. Bỏng quá. Cười à. Thôi quả này về thôi, đúng là xin bính mật cụ luôn đi chứ. Vũ côn thân côn. Ơ cái gì đấy? G63. My lady first. Rồi lady first giữ chưa? Kéo tóc người ta như thế à? Ngã tí tôi mất luôn cả cái túi bánh không? Kéo chân. Sạc. Để xem nào. Ông bố đang sửa máy cho những người con à? Người con đập luôn đủ. Khó hiểu thật sự luôn đấy. Rồi chúng ta đến với video tiếp theo. Đây là gì đây? Làm gì đây? Em đi đây. Ông là bố tôi hơi lâu rồi đấy. À luôn. Xem nào. Đi lướt ván à? Đi lướt sóng à? Có một người ở dưới kéo. Kéo. Trốn đã mang con ngan luôn. Bây giờ chúng ta đến với một cái video mà người phụ nữ đang rửa bát. Và người chồng đang làm gì đây? Rửa bát của anh nhá. Đây. Tiếp đi. Xem. Cười luôn đi chứ. Thôi đổi vị trí luôn. Ngơ luôn mà. Đấy, nãy như kiểu Huy Lừa. Tiên anh cười gì? Đưa cái. Ngơ luôn. Ngáo ngơ giống Huy Lừa các bạn ạ. Rồi, tiếp tục. Cái gì đây? Một người phụ nữ và hai người phụ nữ và một người đàn ông và một con chó rơi túi. Kiểu cố ý không cố ý cho làm quen với cái anh này, thấy anh này đẹp trai nhưng mà bên cạnh cái chị áo trắng kia là người yêu, để xem sau cái tình huống này như nào này. Thì ra mà chọn cái chết. Nhặt lên thả xuống tiếp. Nhặt cho lên cho chừa. Ai ơi, bỏ qua luôn mà đi theo người phụ nữ kia luôn. Không, tưởng đi theo người phụ nữ kia. Hóa ra bỏ lại túi rồi cho bà ấy tự nhặt. Quái đạn thật. Bây giờ đến video gì đây? Một người đàn ông ở Trung Quốc hả? Đá bóng, đá bóng. À, chơi kiểu dê. Có cái gì đâu? Có cái gì đâu? Thà luôn cái video đoạn cuối thì không hiểu cái gì. Bây giờ chúng ta đến với video mới luôn đi. Ở đây chúng ta có những cái chú chó đang gọi là đùa nghịch nhau. Người ta bảo là best actor dog ghi. Thế này là diễn viên chó đỉnh cao. Ok. Xem nào. Xem diễn viên nó như nào đây. Cái con chó trắng này đi cắn cái bạn chó lâu kia xong ra ăn vạ. Đây là vừa ăn cắp vừa la lạc. Đúng. Ôi luôn. Đúng là diễn viên. Đây xem mà. Malatala thật sự anh em ạ. Đây, hệ thống an ninh đã bị vô hiệu hóa. Là sao? Đi chiêu chó à? Có nghĩa đi chọc chó. Vứt trong cây xúc xích là ngoan ngay. Dạo, cho nó vút ve luôn mà, Đúng là có ăn tìm đến, có đòn là tìm đi. Ôi giời, tìm đến cái ngoan như cún luôn. Cộng một vận động viên marathon đi đâu đấy? Cái gì đây? Lém phát, ui rồi, trúng cái ông này đi được. Sợ quá, chạy luôn mà, chạy luôn mà. Lém lại ra. Nhìn mặt cho từ. Để tôi stop lại đúng cái mặt này. Ôi giời ơi, luôn kiểu. Ánh mắt thật thần, ánh mắt. Ôi giời ơi, trúng người rồi. Đang định lém mấy bạn nhỏ kia, đang chơi với bạn nhỏ kia. Nhưng mà ai ngờ lém trúng người. Nên lớn là các bạn ở ngoài, các bạn nếu mà các bạn có tức giận, các bạn cũng không lên ném nha các bạn ơi. Ok. Rồi, để xem nào. Tỉ thí võ công. Hai bên là hai bên vũ khí xuống khác nhau. Solo tấn công luôn. Diệp Vấn. Đấy, Shima. Trên bẩn vai. Chơi giấu súng mà. Chơi kỳ thật sự. Đây. Võ công rất là cao cường luôn, kiểu ông này có võ thật, còn ông kia bên kia không có võ, bắt đầu lừa thật sự luôn đấy chứ. Tiểu nhân. Rồi, video tiếp theo anh em ơi. Lại là một chú chó. Có một chú chim con này. Và đang đòi ăn. Kiểu đói quá, chú chó này không biết lấy gì cho ăn đây. Hành động gì vậy? Tại sao lại dùng cái đấy để làm thức ăn hả trời? Như chó. Đây.
Rồi, đây video một bạn khởi vào đang cầm cái gì kia? Cạnh cái bật lửa. Ô, cạnh bật lửa uống ga. Xin vĩnh biệt cụ. Tôi thấy có gì đó sai rồi đấy, biết ngay mà quả này về gọi là răng lung tùng chảo là không ăn được gì luôn. Gọi là gì ạ? Lợi ơi ở lại, răng đi nhé. Cũng cháo luôn rồi. Đi đây. Happy birthday to you, 11 tuổi. Sao cái bánh sinh nhật bé tí này có một cái choco pie này. Quan trọng mà tại sao không xong bật lửa vào cái số 11, bật lửa vào cái lên bé tông hòn kia. Chỉ bị thổi lên, ước luôn. Rồi luôn. Cái này sinh nhật sinh nhẽo gì nữa. Nghỉ, không có sinh nhật gì hết. Chị Bơ đâu ấy? Chị Bơ nghỉ thật hả? Lấy xem video đang vui. Rồi anh em ơi, tổng kết lại anh em thấy cái đoạn là vui nhất. Và anh em hãy dừng ngay cái đoạn đấy và comment ngay phía bên dưới cho bọn tôi biết nha. Ví dụ như là 1 phút thì là bình luận 1 phút nha các bạn. Ok, và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để cho chúng mình một like và một đăng ký kênh. Và đặc biệt là bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của chúng mình các bạn nha. Và đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ chúng mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.